À, ở đây câu cá phi im á, cá phi nhiều lắm kìa. Thiệt. Ai 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 ăn cái gì giống như nhịp nhịp rồi. Nó không ăn rồi. Nó không ăn. Đây có cá cha gì đâu. Hồi bụt ngồi nó cứng. Nhóc người câu. Ugh.
Không, này nè, ở đây câu cá phi được. Nói gì chịu dài ra, câu luôn mé. Hay biết. Ngồi đây một cái tre còn hát câu cá rút đi. Ai? Ngồi đây là hồ gì? Cá cha. Cá cha mà sao lại câu cá rút đi? Mánh nổi bên đó kìa. Sao nó không ăn ta? Nó chơi mặt nước không hay gì á? Cái cách mồi tổng hợp mà. Mồi tổng hợp mà cái cha kìa. Nó nổi bằng nước luôn kìa.